nét ơi. Này. Lấy củi về nấu nhá. Nét ngồi cho bà lấy củi nhá. Chúng thấy đống củi không? À, đây đống củi này các bạn. Đấy. Đấy. Rết này, rết ơi, rết ơi. Rết này. Rết này, này các bạn. Chào các bạn đi. Đây là rết này. Đấy. Đây này rết đang ôm tay bà nhá. Bà đi lấy củi. Đó. Ok. Về ngậm ngùi. Cái này rết. À rết này đấy, cứ ôm tay ba đó các bạn. Ba cột nè, đều để về này. À, cứ nhìn bà đó. À. À. Rồi ba mình với Red đi lấy củi về rồi các bạn. Red đây. Đây đống củi nha. Nè đống củi nè các bạn. Đấy. Rồi đi thôi, đi về nhóm củi nha. Ok. Ba cái củi lên xuống này. Ôi giời ơi, đống củi to lắm các bạn nhá. Đấy, ba mình phải khiêng củi đấy. Rồi. Xong, vô nha. Xuống, nào xuống. Vui ba. Sao? Sao đấy? Sao đấy ơi? Ba đây mà. Chào các bạn này, mình là Red này. Này, mình là Red này. Mình là Red này. Red này, Red này. Cái gì vậy bà? Sát, trong đền. Tự bấm châm nhé. Bà thử lấy đây ra Red xem rồi. Sát tò mò này. Trong đền sát. Hình tròn đấy này, hình tròn, á, cầm đi, hình tròn nha, sắt đấy, lưng đền căn, không ăn được đâu, không ăn được, để răng đấy, không ăn được đâu, đấy, nè, con chơi đi, nè. Đấy. Chắc mà. Chắc mà có ăn được đâu. Nặng nhỉ? Nặng lắm. Sắt mà lại lồng đền sắt đó con. Cái này để làm gì ba? Để bật căn, máy múc. Trời ơi, rồi.
Rồi bắt chí cho ba đi. Rất là chí đấy các bạn. Bạn thấy đứa bắt chí cho mình chưa? Sắt mà không ăn được đâu, sắt mà. Nặng lắm là cho em đeo tay em đeo không được à? Đeo ba. Ừ, hơi nặng quá, nặng quá gãy tay. Nè, quen như này rồi. Làm sao? Thế làm sao? Nghịch áo bài, cắn cúc áo bài đi. Quả đấy rồi các bạn. À, đây đây nè. À, đây đang chơi mình đấy. Chắc không bắt chí cho bà hả? Chắc không bắt chí cho bà đó. Mọi người nhìn nha, chắc không bắt chí đó. Ôi à, đẹp giỏi quá ta, hôm nay bắt chí cho bà luôn. À, đây là mặt trí nhá. Các bạn ơi, nhìn đây mặt trí giỏi không nào? À, đây có chín À, mặt trí giỏi không nào? nè. Ừ. Đó, à, mặt trí đầu cho bà đó. Đó. Đó, mặt trí ngon nhỉ, giỏi nhỉ. À, đứa đi chơi à? Đứa đi chơi con mèo. Đấy, 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 à, đây bắt chị tiếp à? Nói bạn vô Đây. lại chơi chơi Đây mèo hả? Ngồi đã giàu thấy ngồi không chỗ.